Năm nay bà con mình trúng mùa nên ăn Tết coi sôm tụ quá ha bà ha. 29 Tết mà người mua kẻ bán nhộn nhịp làm tôi nhớ tới cái ngày 29 Tết của vợ chồng mình quá. Ông này già rồi, nhắc chi ba cái chuyện đó, tụi nhỏ nó cười cho bây giờ. Ba. Hả? Ngày 29 Tết của ba má ra sao? Kể cho tụi con nghe đi ba. Thôi má mày la tao chết mày ơi. Con biết rồi. Có phải là 29 Tết hồi đó đó, cái chú hai phụ thím hai nấu bánh tét ở ngoài vườn, cái rồi thím hai sợ ma nên chú hai Ai kể mà mày biết vậy? Ba con kể chứ ai. Dù duyên. Đó là chuyện của anh chị Năm, còn chuyện của chú thím hai mày ly kỳ hấp dẫn hơn nhiều. Thôi đi, cái ông này lo mua sắm rồi còn về nữa, chuẩn bị cúng nữa nè. Mắc cỡ. Mà còn sớm mà bà ơi, tự dưng nhìn cảnh cũ người xưa. Ý tôi là bà vẫn còn trẻ, còn đẹp, còn xinh tươi như là hoe. Quỷ à. Nhìn vậy cái tự dưng tôi thấy nao nao như hiện lại cái cảnh buổi chợ cuối năm nè. Có cô gái bán hoa hiền lành dễ thương. Qua đây, qua đây, qua xanh, qua vàng, qua tím, qua đỏ, bừng cả nhà như thần tài đến cửa đây. Mại vô là qua đây, là qua đây. Qua đây, qua đây là mại vô. Cái con nhỏ này, rau gì mà rau như là lô tô vậy? Qua mình đẹp, mày khỏi rau người ta cũng mua nữa. Bán gần hết trơn rồi, không thấy sao? Trời, mày vừa mới nhắc tới lô tô, tự dưng tao thấy rạo rực trong lòng á. Thôi nghe, mày á, con gái gì đâu mà mê lô tô quá à. Bầu cua cá cợp hoài à. Tao mét tía mày bây giờ. Tao cắt lưỡi mày á. Sao hả? Đi sao cắt lưỡi tao? Nè, con trai trong xóm này nó nghe tiếng mày á, đứa nào nó cũng lè lưỡi á. Coi chừng ế chồng luôn nghe em. Không dám đâu. Chỉ có bồ rồi. Mày cười cho mũi tao hả? Mày hù tao hả? Ai mà gan dữ mày? Mùng một Tết tao sẽ dắt đến giới thiệu với mày. Chẳng những anh không cản tao giải trí mà anh còn nói khi nào cưới nhau rồi em đi đánh bài nuôi anh nghe. Cái hơi này là cái hơi của mày nè. Nghe cái hơi của mày là tao biết mày ganh tị với tao rồi, phải không? Anh còn nói với tao á, ra duyên anh cưới em. Cái anh còn nói ngộ kỳ thời, anh đây với em đây, hai ta sao đúng hề. Lô tô bầu của xí ngầu, đôi ta sao quá đẹp, đôi ta sao lắm tài. Hẹn đợi sáng nắm, mấy sông mình vua hết trơn đó nghe. Ra duyên anh cưới em. Trời ơi tình lắm. Ra duyên anh cưới tao đó nghe. Anh mua hoa anh. Anh ơi mua hoa anh ơi. Bảo đảm hoa đỏ như mặt trời, mùng một tươi nguyên năm, đánh bài đánh đoan đó, tiền vô đầy nhà. Anh ơi. Ủa anh Tâm. Liên. Em bán hoa ở đây hả? Dạ. Anh. Hả? Nhóm này là anh Hường bạn em nè. Yeah. Còn đây là anh Tâm bạn của Liên nè. Chào anh. Nãy giờ anh Liên nhắc tới anh hoài luôn á. Nó nấu dầu dầu già. Ủa Liên nói anh sao Hường? Thì em nói anh dễ thương nè, ngoan ngoãn. Lộn, anh đẹp trai lại hiền lành. Quỷ này tính hại ta mày. Anh Tâm. Hả? Để em nói với Hường á, lựa tặng anh cặp hoa thiệt đẹp ha, thiệt đỏ ha. Được rồi, cảm ơn hai em. Thôi để hai em đi bán đi. Bây giờ anh có công chuyện đi một chút. Thôi anh đi nha. Nhớ quay lại lấy bông em tặng nha. Không lấy kia em giận á. Đi nha. Bye bye anh. Ê, tao thấy ổng cũng được quá mày. Ủa, ở đâu mà mày quen được vậy? Bí mật má ơi. Má nghe đi. Cậu ơi,
bông nhiêu chậu vậy cô? Mày vô lắc bầu cua đây. Mày vô lắc bầu cua đây. Nghe khách hỏi qua kìa. Không phải. Về đi, nghe đi. Tiếng rau bầu cua cá cọp đó má ơi. Trời ơi. Mày vô lại vô lắc bầu cua đây, lắc bầu cua đây. Nay bầu gà cá cua tôm, nay bầu gà cá cua tôm, đặt con nay sắm đầu mái hai phai, đặt trái bầu sắm được cái nhà lầu, đặt con gà sắm chiếc Toyota, đặt con cá kể như đời lên giá, đặt con cua thân sung sướng như vua, đặt con tôm số phận hết lơm cơm, lắc bầu cua cái lắc bầu cua cái lắc lắc. Tao chạy đi chút xíu thôi, tao về liền coi hàng giùm tao cái nghe. Liên trời ơi, con nhỏ này hết thuốc rồi nè. Dạ xin lỗi anh. Dạ. Qua một chậu 10.000 anh mua giúp em đi anh. 10.000 hả? Dạ. Cô lấy cho tôi một chậu đi. Dạ. Chết rồi. Gì vậy? Cái chuyện gì vậy anh? Dạ tôi qua của anh nè. Em lựa đẹp thấy không? Về nhà thế nào vợ anh cũng không có chê đâu. Rồi có chậu nào nhỏ mà rẻ tiền hơn chút không cô? Dạ không, em bán không có mắc đâu anh. Hàng hoa của em mà đẹp nhất nha. Không có cái hàng nào mà đẹp bằng hàng của em á, mà tụi em lại bán rẻ nữa. Dạ không phải tôi chê cô bán mắc, mà tại... Dạ tại... Thôi xin lỗi làm cô mất công trả lời nãy giờ nghe. Xin phép. Anh kia. Dạ. Đứng lại. Dạ tôi đi. Vô hàng người ta trả giá đã rồi mua là sao? Anh xin lỗi rồi đi hả? Dạ cô thông cảm giúp cho tôi mà. Không có thông cảm gì hết trơn trời á. Đây nè, bông của anh nè, lấy đi. Nhưng tôi không có tiền. Gì? Không có tiền? Không có tiền ở đây phụ tôi bán tới chiều luôn. Trời ơi, cô nói thiệt hả cô? Gì mặt xanh mét vậy? Em nói giỡn vậy thôi. Nãy tới giờ nhìn cái dáng của anh lóng ngóng là em biết anh bị cái gian móc túi rồi phải không? Dạ đúng rồi đó. Tết nhất rồi, kẻ gian hay trà trộn lắm. Thôi, nói vậy chứ anh cứ mang hoa về đi. Chiều mang tiền tới trả cho em cũng được mà. Dạ cô tốt quá. Chậu bông này tôi mua tôi cúng má tôi. Hồi trước năm nào mùng 1 Tết má tôi cũng khoái cái bông này lắm. Dạ thôi, mai nhờ có cô đó. Dạ. Không sao đâu anh. Nhưng không biết tôi có thể tôi thay tiền bằng công được không cô? Ủa, là sao? Nghĩa là cô cho tôi đứng bán phụ với cô, khiên phụ giùm cô. Rồi cái chiều tôi dọn phụ cô về chứ biết nhà luôn phải không? Ủa? Quỷ nè. Nhỏ này. Dạ anh ơi, đây dạ. Là Liên. Chào bạn Liên. Em còn đây là người làm công mới chứ gì. Nhưng mà trả công không phải bằng tiền mà bằng mất ta bịt miệng nha mày. Ba giết người giữa chợ, giết người giữa chợ. Mà im cái miệng mày lại giùm tao coi. Anh làm việc đi, kẻo con nhỏ này nó nói bậy nữa bây giờ á. Dạ. Qua vàng mắt hương đời, đỏ rực ánh long bắt tay. Mai vàng dưới đỏ rủ cái, điềm lành bảo hiểm dẫn mây. Đến nhà mãi vô, mua cho bà con ơi, mãi vô. Cái bộ làm ăn được quá chứ. Hả? Cho mượn trước mấy chục ngàn coi. Chi vậy? Đi gỡ. Trời ơi má ơi, mấy ngàn nãy thua hết trơn rồi. Thôi đi. Thôi mà. Đứa đấy, thua phải gỡ chứ chịu đâu có nổi, nóng mặt hết trơn rồi. Thua một phần mà tiếc tiền phần quê nữa. Tao lấy phần tao đâu có lấy phần tiền của mày đâu mà lo đứa đấy. Đứng lên. Để từ từ ta đếm chứ. Nè. Đứng lên. Nè. Nói nghe nè, vậy chơi dài dán thôi nghe. Còn lo phụ tôi buôn bán nữa đó. Rồi, cảm ơn nghe. Ê, có chừng té. Trời, bạn của cô làm gì mà chạy dữ
dữ vậy cô? À, dạ nó đi lắc. Lắc cái gì ạ? Lắc gì? Lắc vòng. Nó sợ mập, cho nên nó bán chút xíu là nó chạy đi lắc vòng để giữ eo. Thể thao quá hả cô hả? Rồi cô có đi lắc không? Dạ không, em không có thích lắc. Em không có thích lắc, bởi vậy ba mới thương má mày. Hả? Sau này mới đặt cái tên mày là Thấm, có nghĩa là màu đỏ thấm như hoa, như hoa. Cái hoa mà xe duyên ba má đó con. Ông này, thôi đi, mình đi mua sắm cho nó kịp. Nè, ông đừng có ở đó kể chuyện xưa hoài. Tôi thấy năm nay nhà mình thu hoạch cũng khá. Má con bà cứ sắm sửa thoải mái cho bỏ những ngày cực nhọc đi. Dũng, sao Dũng buồn hiu vậy? Đâu có gì đâu. Thắm biết rồi, vì năm chưa có sắm sửa Tết hả? Dũng có thấy mặt của má Dũng đâu mà Thắm hỏi làm chi vậy? Thôi đừng có buồn nữa, bây cứ qua nhà bác ăn Tết với con Thắm, đừng có ngại. Ồ, có đâu mà ngại. Trời ơi, hay Hương dễ sợ không? Ê, đây, đây, trời ơi, đây là bác Hương, bác sắm cho ăn bộ đồ mới ăn mùng một Tết mặt nghe không? Được qua mừng tuổi hai bác nghe không? Rồi bác lì xì cho nha không? Trời ơi, ghét dễ sợ, có gì đâu mà buồn con. Dạ, con không dám nhận đâu bác ơi. Dũng khách sáo quá à. Trong năm, Dũng cũng phụ giúp nhà Thắm không ít. Kể như ba má của Thắm thưởng cho Dũng đi. Đi, mình đi lại đàn hàng quần áo đằng kia đi kìa. Má, lại kia đi má. Ừ. Hey. Sao rồi? Êm chưa? Êm. Vậy chơi tiếp. Mày làm tao hết hồn, tao tưởng bị hốt chứ. Thôi nghỉ đi dì Năm ơi. Nghỉ nghe tụi bay. Sao nghỉ được mày? Trời ơi, tao thua quá mạng, mày phải cho tao gỡ chứ. Nhưng trưa 29 rồi, con còn phải đưa vợ con đi sắm Tết nữa chứ. Không những trưa 29 mà mùng 1 mà tao quanh tới rằm luôn. Ngày tư ngày Tết mà mày. Chịu chơi vậy? Chơi sẽ láng luôn. Không nói nhiều, chơi tiếp mày. Hả? Tao đặt cá. Cá, cá. Rồi đặt rồi, rút tay lên. Ý, ba con gà. Trời ơi, ba con gà thì còn gì con cá của tôi nữa nè trời. Bởi vì thiệt, cái lúc mà tôi đặt con gà thì mấy con nai với mấy con cá nó nhảy ra nó kêu tôi. Chết mày nè trời. Nai, dì Năm ơi, bình tĩnh, bình tĩnh. Hôm qua dì ăn đậm quá. Nhưng bữa nay tao thua sạch hết rồi, lầm vô tiền dành mua sắm đồ Tết rồi. Ai biết. Thôi chết rồi, nhắc tới mới nhớ bữa nay ông Năm ông về. Nhưng còn chút xíu tiền mua cũng không đủ vô đâu với đâu hết á. Phải gỡ thôi, bởi bài bạc là phải gỡ thôi. Đúng. Thua cái chuyện tiền bạc là một chuyện mà nó quê kìa. Gỡ thôi. Đúng. Bây giờ lần này tao đặt con cua nè, đặt lớn luôn nha. Rồi. Cua ơi cua, cua ơi cua, ta bảo cua này. Chơi thơ nữa ha. Cua lên nhà này thay gì lên nhà khác. Cua ơi, con kẹp hết tiền của tụi nó cho bà nghe con nha. Bà gỡ lại nha cua. Rồi, rồi, rồi chưa. Rồi. Lấy tay lên, lấy tay lên. Để cái cua nha. À, trúng. Con cua. Trúng rồi. Cua, 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 cua. Con cua bị con nai với con cá đè dẹp lép mà. Gì? Hả? Không có con mày cua. Ủa vậy là tiêu á hả? Ai biết tiêu hay không chơi nữa không dì Năm? Cái gì? Tiền hả? Hết tiền rồi. Hết tiền rồi, bây giờ không có dì Năm dì Sáu rồi. Hết tiền rồi. Hết được phải không? Thôi vậy tụi con kéo nhau ra chợ chơi nè. Dì Năm về lấy tiền rồi ra chơi tiếp đi. Trời ơi, tưởng hốt mớ ăn thằng Tuấn năm nào quý què, ai ngờ trắng tay sạch túi rồi. Ông Năm về biết ông nói thì sao đây? Cá ơi cá, nai ơi nai, gà ơi gà, sao không có cái con động vật nào nó thương tôi vậy trời? Làm như nó ghét điều ghét đặng tôi hết trơn trời. Ôi trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi. Dũng, tối nay anh nhớ qua nhà canh nấu bánh chưng với em nghe. Cái con nhỏ này,
Bộ kiếp trước thằng Dũng nó mắc nợ bay sao mà cứ hết réo chuyện này tới réo chuyện khác à? Dạ không sao đâu thím hai ơi, con cũng ghiền ca giọng cổ dữ lắm. Con ghiền cái giọng giọng cổ của thím đó. Năm ngoái ha, thím vừa canh nấu bánh mà vừa ca nữa. Trời ơi, con ngồi nghe cái tự nhiên con ngủ không lúc nào không hay nữa. Trời ơi, làm tao quê mày. Nè, tối nay bay năn nỉ tao cũng không có thèm ca cho bay nghe đâu nghe. Có tiếng của ai kêu kêu gì kìa trời. Hình như ở phía sau bụi cây này nè ba. Má ơi, má sao vậy nè? Má sao vậy má? Cỡ vậy trói cho má con đi. Chị Năm, chị có sao không chị Năm? Dũng ơi là Dũng ơi. Má tưởng má không còn gặp con được nữa. Dũng ơi là Dũng. Con mà tới chậm mấy phút nữa là má đi luôn rồi. Dũng ơi. Kìa má ơi, mà tại sao má bị trói, rồi bị bịt miệng làm sao vậy má? Cướp. Cái gì? Cướp? Trời ơi, giờ chị có bị hành hung gì không? Quá trời. Hả? Nó bó hóp cổ tôi, xô tôi ngã xuống đất, tôi gần ẹo ba cái sườn quá. Cướp. Thôi, để con đưa má vào bệnh viện nha. Thôi, đừng vô, không cần. 29 Tết rồi con ơi. Vô đó là rủi bác sĩ bắt má nằm ở trỏng luôn là hết ăn Tết luôn con ơi. Má tính đi mua sắm Tết, không ngờ tới đây bị mấy anh nai mấy anh cá lộn bị một thằng tánh ấy, nó to mà nó mập mà cái tóc nó vàng mà nó không giống cá với nai, nó giống con voi á con. Con nghĩ đi, má giống như con kiến đứng trước nó vậy đó. Nó con voi làm sao má lại nó? Thằng ăn cướp nó nhảy ra trứng lột hết tiền của má rồi. Dũng ơi là Dũng ơi. Nhưng mà má ơi, má không sao là con mừng rồi. Thôi, má sợ ba con về la má đó con à. Má yên tâm đi, ba con cũng lo cho má không hết đó. Thôi để con dìu má về nha. Khoan đã, chị kể lại cái lúc chị bị cướp cho tôi nghe thử coi. Hả? Tường trình đấy không? Tại nay cái thằng đó một tay vậy nó bóp tôi. Cái đây bóp ngay chỗ này đây. Đây cái cùi chỏ tôi ha. Rồi cái một tay cái nó bẻ cái tay tôi. Rồi cái một tay kia cái nó trói tôi lại. Ba tay. Một tay bóp cổ, một tay bẻ tay vậy. Một tay đâu mà nó trói? Không lẽ nó trói bằng chân? Đó. Thì bởi vậy lúc đó đâu có nhớ là nó mấy tay. Tôi chỉ biết là cũng như là mấy ngón vậy đó. À, cứ kêu không biết chân hay tay mà tôi chỉ biết có 5 ngón thôi. Nó chấn tôi xuống. Trời ơi, ta nói đúng rồi, nó chói bằng chân không ơi. Sớm mình rồi đó chứ giờ đâu có cái vụ trấn lột gì trời. Mà tánh chuyện đâu có hiền đâu. Ủa sao nãy chị không la làng lên gì chị? Trời ơi, la quá la luôn, la quá trời la luôn ta nói. Quá la mà không ai nghe hết trơn rồi. Không, bị la nhỏ đó anh. La nhỏ. Ủa, anh hai. Sao? Anh nói giống như nghi ngờ tôi anh. Trời ơi, tôi biết vậy. Má biết vậy nãy má không thèm chống cự. Cho ngã ăn cướp nó bóp cổ má cho má chết cho rồi. Dũng ơi là Dũng ơi. Ủa, mà mắc mớ là tôi phải chết trời. Mấy người không tin thôi chứ mắc mớ gì tôi phải cần mấy người tin trời. Thôi vậy Năm mà đâu có. Tôi tin chị, tôi tin chị. Ê Dũng, biểu mày. Dạ. Mày đi dắt mướn hồi nào? Ta trả cho mày nhiêu tiền mà mày cổ ra mày mang giác cái gì à? Dạ con thấy hai bác mua sắm nhiều đồ Tết quá nên con phụ giúp một tay thôi mà. Sanh mày ra nuôi mày tốt cả mấy kho gạo, rồi bây giờ mày đi mần mướn cho người ta mà không công. Khơi khơi vậy hả con? Bỏ xuống hết. Ai có tiền sắm nhiều đồ chịu khó mà giác mà đội. Người nghèo không sắm được gì, ít ra cũng được đi không cho nó khỏe. Chị này. Tao. Thôi thì chị đừng nói, chị để đó tôi nói, tôi dạy con tôi. Chị ơi, người ta giàu, tao nghèo, tao không có xe xua đua đòi. Tao đã cấm
Mày qua lại với cái hạng người đó sao mày không nghe ta hả? Bây giờ nghèo mà tròi mâm son hả mày? Chị Năm mà, chị có phiền gì vợ chồng tôi thì chị cứ nói. Chị em mình thân thiết với nhau bao lâu nay, nỡ sao mà... Thôi chị, tôi đâu dám thân thiết với vợ chồng chị. Bị tôi nghèo quá mà chị. Nhà tôi thiệt trống quá, ở trống quá từ trong ra ngoài. Còn nhà chị bây giờ đồ nhiều quá, na chừng này đồ về gió anh không lòn qua được. Con đi về theo má con. Má, má kỳ quá. Chú Thím Hai làm gì mà má lại cấm đoán con như vậy? Làm không làm gì mà làm phách được không? Có tiền mà tao qua hỏi mượn nhất định không cho hà. Bữa đó hả, mà cho tao mượn tao gỡ lại rồi, đâu có đánh đâu thua đó như bây giờ. Tránh ra đi, xê ra đi, rụng bông ta hết nè, xích ra, xê ra đứng bên đường cho đi đi mà lên. Cướp, bắt ra đây, bắt ra đây. Không có. Trời ơi, tôi chết rồi, cái thằng mập này ở đâu nó loài ra xong y chang tôi tả gì trời. Đừng xô đẩy tôi nè, rụng bông tôi, trời ơi, đừng đè tôi nè, đừng ngược tôi nữa. Bắt nó lại. Ai buông nè, buông tôi nè, đừng xô đẩy tôi. Không, nắm đầu nó cho má. Tôi có làm gì đâu mà bắt tôi. Mày không làm gì hả mày? Bắt mày chứ chi mày? Chú hai giữ kỹ nha. Thằng này nó mập, nó mạnh lắm nha. Coi chừng hai chú cháu mình làm không lại ở đâu. Sao mà không lại được? Có má mụ nè, con Thắm nữa. Không lại cũng phải bắt nữa. Mình ở đây có bốn người, chẳng lẽ thua mình nó sao con? Thôi nghe, tôi không chơi mấy người nữa nghe. Tự nhiên mấy người bắt tôi làm sao tôi không biết nghe. Ai chơi mày? Mày là thằng ăn cướp, mày gan quá hai mày ha. Ăn cướp rồi còn dám quay trở lại đây nữa hai mày ha. Anh nghĩ anh to khỏe không ai dám bắt anh hả? Anh lầm rồi đó nha. Cả nhà tôi là có võ đó nha. Thôi tôi biết cả nhà em có võ rồi á. Nhưng mà tôi lại em nè, lại anh rồi lại chú, lại thiếp, lại tùm lum người hết trơn á. Em đâu có tội gì đâu, tự nhiên bắt em rồi đánh em quá trời á. Thằng này nó xảo ngữ quá ông ơi. Mày hèn quá vậy mày, chưa đánh đã khóc rồi. Mày khóc tao cũng thấy thương đó. Thôi trả lại tiền đi rồi tao tha cho. Hả? Tiền gì? Anh nói láo tôi hả? Tiền của má tôi anh trấn lột. Còn nói gì nữa hả? Má hả? Má ra đây. Má đây bắt tận tay nè. Tận tay tận mắt luôn. Mà hắn còn chối nữa. Tiền đâu? Má không có nói là thằng này. Chắc là thằng mày không có lấy tiền của má. Ủa? À, không phải ảnh hả? Cũng chết, nó mày mại vậy thôi. Tao nói cái thằng kia bệnh nó mập hơn nữa, nó bự hơn nữa, mà tóc nó vàng hơn thằng này hươm hà. Trời ơi, sao tưởng tượng mà sao trúng vậy trời. Thôi má dìa ra mệt quá trời. Kìa, mệt má. Con xin lỗi hai bác, xin lỗi anh luôn nha. Mấy người nghe chưa? Đâu phải tôi đâu, tự dưng tôi hiền lành, tôi dễ thương vậy à, mà Du Quang là ăn cướp. Cậu Thắm còn leo xuống còn ngồi trên người ta nữa. Dạ. Trời ơi, thôi cậu nín khóc đi. Tôi xin lỗi cậu mà, tại nóng ruột quá cho nên xúc phạm cậu, bỏ qua nghe. Kể như xui cuối năm. Thôi cậu về ăn Tết vui vẻ gia đình, tôi xin lỗi cậu mà. Thôi đi, tôi sao dám đi về nhà. Giờ tôi nhờ Thím á, ra bến đò gặp vợ tôi á, nhắn ra đây đón tôi đưa tôi về đi. Chứ tôi sợ quá, tôi không dám đi vòng vòng đâu, hồi tao nó ăn cướp đánh nữa đó. Để em đi cho. Nhưng mà anh tả đi hình dáng vợ của anh ra sao, em đi cho. Thì em cứ tìm ai á ngoài bến đò mà người nào lùn nhất nè, nhỏ nhất là vợ của anh đó. Vợ chồng tôi á có nhiều đặc điểm dễ nhận ra lắm à. Thôi đi, đi theo chúng tôi không sao đâu. Lớn con mà sao nhát gan quá. À, chào bác Bảy. Năm nay cây mai nhà bác nụ xanh mở cả cây ha. Điềm lành phát tài rồi đó nha. Anh Mười, khỏe không anh? Đang chuẩn bị bếp nấu bánh phải không? Mồng 1 mời anh qua nhà xong đất nhà tôi nghe anh Mười.
Mình à. Mình trời, bà xã trời ơi, để tôi đi đò về rồi bà đến đón chi cho cực vậy nè. Lên xuồng đi mình. Tôi biết á, mình về nên tôi qua đón. Vợ chồng xa nhau mấy tháng trời rồi chứ bộ. Lên đi nè, coi chừng té nè. Bà đưa cái máy dầm đây rồi tôi chèo cho. Đây là quà của bà với anh Dũng nè nha. Chàng ơi, mình về ăn Tết với mẹ con em là vui rồi. Quà cáp chia cho nó cực. Mình ơi, mình đi tàu xe mệt không mình? Tết nhất mà, ai cũng về thăm nhà nên tàu xe chật cứng rồi. Nhưng mà vui lắm. Sao rồi, ở nhà hai má con chuẩn bị đón Tết sớm không? À... hả? À... ừ? Ây cha, sao tự nhiên nó mỏi cái hàm á cha. Sao? Cái hàm nó cứng rồi. Sao vậy? Hả? Thì bị em tính mình cũng thanh đạm thôi à. Chứ mình làm nổi hơn ta cũng kỳ à. Bởi vậy ai sao mình vậy đi. Đâu có, mình cũng phải ăn Tết cho nó vui chứ. Tiền tôi gửi về bà cứ sắm Tết đi, thấy không? Bà cứ khổ cả năm mà cũng nên sắm sửa ăn Tết chứ đừng có hà tiện quá. Thiếu là tôi đưa thêm tiền. Bây giờ bà nó thích cái gì nè? Chàng ơi, em đâu có màng lụa là gấm vóc. Em chỉ cần cả nhà vui vẻ, đừng gây gỗ giận hờn là được rồi. Giống như mình vậy đấy ha, mình về tới nhà gặp chuyện gì rồi cái mình cũng vui như bây giờ lại mừng. Chứ làm sao? À, Tết mà. Ba ngày Tết đó ha, dù có giận nhau cách mấy cũng phải bỏ qua hết. Mừng năm mới mà. Mình mặt thề cái đi mình, thiệt không? Trời ơi, nói thiệt. Vuốt đi mà thề đấy. Thề chi mình không tin tôi hả? Tôi nói thiệt mà. Làm cái gì mà có giận cách mấy ra cũng bỏ qua hết để mừng năm mới. Thấy không? Tôi đi làm ăn xa miết á, bà cũng đừng giận tôi nghe. Trời ơi, sao giận mình được, mình không giận em thôi chứ. Mình hứa mình đừng giận em nghe. Nếu như có chuyện gì xảy ra, bây giờ ha, cả nhà mình hứa với nhau ăn Tết anh ấy vui vẻ chắc cay. Rồi, hứa chắc luôn ha. Anh hai. À, năm mới về hả? Dạ. À, năm mới làm ăn cái không anh? À, nhờ trời thương cũng đỡ. Nhìn gia đình anh chị chuẩn bị Tết rộn rịp như vậy, chắc chắn là thu hoạch được mùa, được giá, được tiền phải không anh hai? Ông đi ra đây. Gì vậy? Ông nói chuyện với anh cha hai chi vậy? Trời ơi, tôi nghe cái giọng thằng cha đó thôi là tôi ghét, mà ốc ác tôi nó dựng ngược lên hết trơn. Trời ơi, cái gì dữ vậy? Hàng xóm láng giềng nhau mà. Ủa, bộ ở nhà có chuyện gì hả? Đâu có. Hả? Không có. Không có mà sao? Không có. Bởi ta này, trời ơi, ta này. Thôi, tôi đi vô nhà trước đi mình nha. Ừ. Dũng, trời ơi, con làm gì vậy? Má nói thiệt với con đi, má có bị cướp không? Anh ấy, trời ơi, con khùng quá. Cướp thiệt đó. Không phải đâu. Má cờ bạc thua hết tiền phải không? Bậy, không có. Trời ơi, má nói con nghe, cho dù có đi chăng nữa, má quánh má ăn không hà. Má cuộc đời má chưa biết thua là gì nha. Con ăn mặn lớn không á chứ. Cái má hốt mỡ, không có. Như má là má định đi mua sắm cho con ăn Tết, rồi quy hoàng luôn, rồi ai về đâu làm như nó canh hay sao. Nó biết má có tiền nó canh á. Không có đâu. Má đánh bài mà má thắng á thì chị Kiều đâu có tới đây đòi tiền má. Má thiếu má chưa chung kìa. Ủa, nó tới đây hả? Thì thôi, con nói thật với má. Má ở nhà đi, con đi. Dũng ơi là Dũng, bỏ má con đi thiệt hả Dũng? Con nói hoài mà má vẫn còn mê cái chuyện cờ bạc thì con ở lại đây làm cái gì nữa chứ? Dũng, con sẽ đi tu. Dũng ơi là Dũng ơi, con nỡ bỏ má đi sao? Lát nữa ba về làm sao má nói? Giờ con dứt khoát ra lắc bầu cua có
con sẽ không quay về khi má còn đam mê. Ôi nỗi đau trong lòng con tàn tư mẹ cha. Bất hiếu nhi dập đầu tạ tội, từ biệt mẹ con đi. Ê, Dũng, ủa sao nó giống cái tuồng gì mà ta mới coi hồi hôm quá nè. Mô phật. Ý trời ơi, không được. Con không có đi được, bị gì ba má chỉ có một mình con. Con Dũng ơi, con bỏ đi gì sao mà sống nổi. Dũng ơi. Thì má cứ sống với mấy con nai, con gà, con cua gì của má đi. Con. Dũng. Ba con đang đứng nói chuyện với ông hai ở ngoài sân. Con xin con đừng giận má ở nhà ăn Tết cho ba con vui đi. Má hứa là... Thôi đi. Má hứa hoài con không có tin nữa đâu. Ôi, lần này lần cuối tao thề luôn á. Ý, ba con vô kìa, dẹp hết mấy cái này đi con. Con, đi, giúp má tay đi. Trời ơi, tình đi ba mày quậy là khỏi ăn Tết luôn. Ông hiền, ông cọc lắm mày ơi. Ủa Dũng đâu rồi? Sao ba về mà không thấy ra đón nè ha? Dạ thưa ba mới về. Mình sao mẹ con buồn hiu rồi nè. Nhà cửa cũng lạnh tanh. Ủa sao không thấy sắm sửa gì hết trơn trọi vậy con? Hồi nãy tôi định nói mà sợ ông buồn đó. Ủa, chứ chuyện gì ba? Tình đi hả? Sao? Cái vụ hồi sáng đó, cái tôi đi chợ đó. Cái gì vậy? Cái gì miếu vậy? Hả? Trời ơi đừng có miếu, xấu lắm. Cái gì thì nói tôi nghe, sao vậy hả? Ủa đâu có miếu. Ủa nói sao cái mặt nó chảy xuống giống miếu hả? Cái ta nay bà đi... sao? Ta nay đang đi chợ cái bị cướp. Trời bị cướp, ta nay vui. Trời đất ơi, bà bị cướp mà bà cười hả? Trời, bà có bị gì không vậy? Bà có sao không vậy? Không, trời ơi, ta nói vui chết luôn à. Ủa tôi nói gì à? Bà bị cướp mà bà cười. Đâu có. Trời ơi, ta nói... Ủa bà sao vậy? Trời ơi, người thì không sao. Nhưng mà tiền bạc tôi mất hết trơn hết trọi rồi. Không tin đó, ông hỏi thằng Dũng đi thì biết. Dũng ơi là Dũng ơi. Dạ đúng đó ba. Má con sót tiền nên khóc đó ba. Thôi má nín đi má ơi. Mất tiền bữa nay thì ngày mai ăn lại mấy hồi. Con nói thì cũng đúng. Bữa nay mất ngày mai ăn. Ủa ăn là sao? Ăn là ăn cái gì? Hò quá hò đây. Cái gì? Dũng ơi là Dũng ơi. Không phải nó nói ăn là ăn cái gì nè. Không, ý nó khuyên tôi á, đừng có buồn đặng ăn Tết đó mình. Con trai mà con thương má nghe con. Ăn Tết phải rồi, thôi đừng có buồn. Thôi kể chuyện xui đi, bà đừng có buồn, thấy không? Đây nè, tiền đây nè. Nè bà cầm đi, đi mua sắm Tết, thấy không? Dũng, con làm gì vậy? Đưa tiền cho má, để má đi chợ. Má bị cướp một lần rồi, má không sợ sao? Để con cầm tiền, đi chung với má chắc ăn. Thôi, trời ơi, con trai biết gì mà mua sắm. Con ở nhà đi, dọn dẹp nhà cửa đi ha. Với lại Hàng Nguyên tâm sự với ba đi, cho bỏ những ngày xa cách đi con. Để đó, má đi, má lo chuyện phụ nữ mà. Nhưng mà bà ơi, bị một lần cũng nên đề phòng đi bà. Yên tâm đi, tôi có cái này rồi. Má sao má lấy cái thua quýt đá banh của con? Bị có kẻ gian má thổi lên, thổi như vậy nè. Trời ơi, nghe muốn lùm bùm lỗ tai à. Điếc tai liền, thấy không? Đảm bảo mọi người sẽ đến cứu má liền, cứu tôi liền, mình đừng lo. Dũng, má nói nè nghe. Sao má? Con yên tâm má đi xong về ngay, không ham chơi để con đây buồn lòng. Không chơi bầu cua tôm cá thì má sẽ giữ lấy lời hứa. Đừng có lo má thề với con, nếu má còn bạn bài cho núi cao xuống đè má chết. Được rồi, con tin má lần này đó. Vô đặt. Tôi làm cái.
5 ngàn phải không? Em đặt nhiêu? 2 ngàn. 2 ngàn phải không? 10 ngàn phải không? 2 ngàn phải không mày? Rồi, cô làm cái. Ghét mấy người đánh bài đánh bạc ghê thiệt á. Ta đi ngang mà cũng để cho người ta yên nữa. Không, Năm ơi, mình là người lớn, mình là mẹ, mình đã hứa với thằng Dũng rồi, mình không được thất hứa với con nữa. Đi luôn. Rồi chia xong rồi nha. Tao trời. Chưa không kéo đâu. Trời đất ơi, nó chơi bài gì mà nó la sùm vậy trời. Nó la chi mà trời ơi. Ủa sao đi tới ghen ngược lại chi vậy bà Năm? Cái chân bà sao kỳ bà Năm? Chân là chân của bà, là con người của bà, tại sao khiển không được vậy bà Năm? Đâu gà số tới coi. Ai chà, nó ghe nữa. Ghe hoài. Sao kỳ ta. Làm như ở chỗ đó có 500 nè. Mình nó là bị hút nè, chứ mình không có muốn. Phải kiên quyết là hiền thê từ mẫu. Tôi nghe, coi nghe. 16 nút bài giằng non. Trời ơi, sao mà. Tôi xếp từ từ cho bộ, tôi xếp từ từ. 4 lá nè. Trời đất ơi, đánh bài cái gì mà la sùm vậy. Bực bội, bảo đảm đây là trật tự của phố cho người ta chứ. Bực mình nó ghé chửi nó cái coi. Chửi cho đỡ ức rồi chứ đánh bài bất lịch sự. Tôi 4 lá này sao cho lấy. Lấy cái tay mày lên coi. Ủa thằng này lấy tay mày lên mày. 5 gì? Vì Năm đi đâu đây? Mày hả sáu sĩ? Tao dạ. Đi chợ. Tụi bay đánh bài xì dách mà la om sòm. Bất lịch sự quá. Ôi, nín cái miệng của mày. Ôi, ôi, mẹ, tao đi chợ mày ơi, để chợ tan hết mày ơi. Thôi mày, hồi nãy giờ tao thua quá trời, nữ tần bài mà ghé vô chắc tao sạch túi luôn quá. Cái thằng này mày nghĩ sao nói tao thần bài vậy? Mày thiệt, thằng này thiệt tình à. Con cháu mà nó cũng. Tao để tao ghé coi tụi bay chơi coi sao chơi nhiêu ạ? Năm ngàn vậy đó, 10 ngàn cũng được. Vậy hả? Đâu để ghé coi tụi bay nó coi dài dán thôi, coi được không rồi vui thì cho chơi. Có tiền không chơi? Trời ơi, kỳ này con hẻo rồi. Ủa, tự nhiên là con kêu ba đi đâu vậy nè? Thì má đi chợ, con sợ má gặp chuyện không may. Ừ, đúng rồi. Hèn chi ba thấy nóng ruột lắm. Thôi đi nhanh lên con. Phía trước có đám đông. Ủa, chuyện gì vậy con? À, người ta đánh bài đó ba ơi. Trời ơi, bài bạc là bác thằng Bần. Mai mà má mày bỏ được đó nghe. Ừ, hồi đó bà ghiền cờ bạc lắm. Bà bỏ được ba mừng ghê vậy đó. Gì vậy ba? Ủa ba bị trúng gió hả ba? Má mày. Má mày kìa. Trời ơi, sao bà tái lại căn bệnh đỏ đen này nè trời. Ba hãy bình tĩnh lại. Ba. Trời ơi, thua nữa. Sao bữa nay gần Tết rồi cũng chưa hết xui ta? Sao xui dữ vậy ta? Đánh đâu thua đó là sao mày? Xả xui cuối năm rồi sang năm mới gì hốt lại mấy hồi. Mày á, mày nói ngon lắm. Tao thua sạch rồi đây nè. Rồi bây giờ chơi cú chót luôn nè, đặt hết luôn. Chơi gì Năm? Tao đặt hết luôn. Rồi bạo nè. Ê mày, thằng này lấy tiền của tao mày. Thằng nào? Cái hổ của mày, tao tát cái mặt mày. Thằng nào gom tiền của tao luôn rồi. Hả? Thằng nào vậy? Mình ơi. Bà đi chợ rồi hả? Bà nói với tôi bà bị ăn cướp đi hả? Ăn cướp mà. Ăn cướp. Nhưng mà bị tụi này ăn cướp phải không? Mà bà tự nguyện dâng tiền cho tụi nó cướp phải không? Ê, ăn nói đàng hoàng nghe, cha già dịch. Sáu sĩ này chơi lương thiện à? Tụi bay mà lương thiện hả? Bay là quân ăn cướp, chuyên lường gạt người ta. Thứ lưu manh hại người mà nói nặng nghe mắc cười. Tao quyết trừ tụi bay cho hết cờ bạc luôn. Sao đây đâu có ngang chơi không chạy à ngang. Thích vui sao đây sẽ chiều. Dù biết ông Năm hơi liều,
nhưng không chịu mất vui, muốn thì sẽ được thôi, nhào vô chúng ăn. Thời gian mắc lỡ mà tụi bay còn dám lớn tiếng nữa hả? Bữa nay thì dẹp sạch cái đám bất lương của tụi bay nè. Ba, có con tụi ba nè. Ôi trời ơi, mình ơi bình tĩnh. Ê, mà... chết mày nè, nhào mình chơi nè. Ôi trời ơi, trời ơi. Bập bùng ngọn lửa, anh nhẹ cài lên suối tóc một cánh mai vàng. Chàng đét ơi, má ca nghe chết người luôn đó nha. Làm ba ngơ ngẩn hết rồi kìa. Hồi trước chưa lấy chồng ca ngọt lắm, từ ngày lấy tao giờ xuống hơi thấy rõ luôn. Hồi đó má con dụ ba bằng mấy câu giọng cổ này đó con. Vậy hả má? Trời ơi, ổng á chứ theo năn nỉ xin cưới má đó à, má còn không chịu nữa. Má, con gói bánh dày đẹp không má? Ừ, đẹp à, lấy chồng được rồi đó. Má này kỳ quá à. Ba, hả? Ba vớt bánh ra coi coi có cái nào ăn được chưa ba. Thơm quá à. À chà, cái tật ham ăn chưa bỏ mà bà đòi gả chồng cho nó. Ủa, Dũng. Dũng nè. Trời ơi, con sao vậy? Dạ, dạ con thấy nhà chú thím ăn Tết vui quá. Còn nhà con thì... Sao? Mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thôi con đừng có buồn. Nè, ông, vô phụ tôi chuẩn bị cúng ông bà. À, còn Dũng, con phụ em thấm coi có nồi bánh giùm bác nghe không à, bác vô bác sửa soạn cúng ông bà. Ủa xong hết rồi mà. Chưa có xong. Chưa có xong. Là sao? Cái ông này à, đi vô à. Quỷ. Anh Dũng, ngày mai mồng 1 anh qua nhà em chơi. Đừng có buồn nữa mà. Ba má em hứa là lì xì cho anh với em nhiều lắm. Em sẽ đưa cho anh hết luôn. Rồi à, hai đứa mình đi lên chợ huyện chơi hen anh. Em ơi, em đừng có làm vậy kỳ lắm. Mà nói thật với em nha, anh không biết cờ bạc có gì hay không, mà má anh mê quá trời. Ba ngày Tết á, người ta đánh bài chủ yếu là cho vui thôi. Còn má anh thì... Nếu mà vậy thì anh càng không được buồn nữa. Anh á, là phải có trách nhiệm làm cho má anh thức tỉnh á, biết không? Thức tỉnh sao được em ơi, anh chán lắm rồi. Thôi mà anh, sắp qua năm mới rồi, anh phải tống hết buồn phiền đi để bắt đầu đón xuân nữa chứ. Anh yên tâm đi, bà má và em sẽ giúp cho gia đình anh một tay. Thôi, lại phụ em vớt bánh ra nè, lẹ ra anh. Phụ thì phụ. Mình ơi, anh giận em lắm phải không mình? Tay đó mà không bị băng chắc bóp cổ em. Biết bầu, biết giận dữ lắm. Mà sao đánh lộn không lượng sức vậy trời. Già lớn rồi, nóng tánh quá à. Đó, coi bây giờ qua năm mới băng bó xuôi cả năm thấy không? Im hoài. Qua tới nay im hoài, nói cỡ nào cũng trả lời. Nghiêm trọng dữ hả mình. Chà, phải tìm cách chọc cho ông khai khẩu mới được. Từ hôm qua giờ ông á khẩu. Tôi nói rồi, già mà Yamaha, đánh lộn người tả xung hữu đột, để Dũng nó quánh đi. Thiệt mấy đứa nhóc nhóc không à, nhào vô giữa tấn qua tấn lại mà không cứ đem cái xuôi về cho gia đình hà. Ta đang đánh ăn ào ào vậy đó hà, tự dưng cái đi về rồi cái làm thua sạch trơn à. Tiền ông đưa cũng xui quá mà, đánh người cũng thua trái túi mà, kêu bằng nó thiệt luôn á. Thôi có, nói hả? Khỏi phải chọc tức nữa, lát nữa tôi đi luôn, tôi không có về nữa. Mon biết lỗi rồi bộ.
Em nói mình nghe con người em già lớn vậy sao vô tư ghê nơi thiệt á. Làm không biết cái chuyện lỗi lầm của mình em biết hết á. Cho nên là qua giờ á, mình bỏ qua cho cưng lần này đi nha mình. Mình mà đi, thằng Dũng nó cũng đi, rồi cưng biết sống với ai đây mình. Thôi bỏ qua đi ha, rồi gia đình mình ăn Tết vui vẻ ha. Mình đi đâu vậy? Đây nè, đây nè, bà ăn Tết một mình bà đi. Bà ăn đi, đầu cua cá cọp, có ông Tây bà đầm nè, đủ màu, khỏi mua mai chân, lô tô rau nghe cũng vui nhà vui cửa rồi, khỏi nghe nhạc luôn. Anh Năm, đôi khi lòng muốn yêu anh thật nhiều, mà ân tình đó trả lại bao nhiêu. Đời anh là cả ước tương lai, còn em giờ chỉ trắng đôi tay, làm sao chung đường chung. Xin em đừng nhắc tên tôi làm gì, ngờ như không biết hay tìm quên đi. Từ đây tôi đã cất bước ra đi, lòng tôi đau xót giây phút phân ly, cách chia nào càng đau lòng. Mình ơi, tôi lại mình, để tôi đem mấy thứ này tôi đi đốt nghe mình. Ba má ơi, ba má đừng có gây gỗ nữa, mình vui vẻ ăn Tết đi. Tiền đâu mà ăn Tết con? Dạ tiền nè. Thôi con, buồn quá buồn lấy còn giỡn hoài hả? Trời ơi tiền thiệt hả? Trời ơi, ơi đâu nhiều quá vậy trời. Trời ơi thì má cứ giữ lấy mua sắm đi, con gửi cho má đó. Trời ơi Dũng ơi là Dũng ơi, con đúng là con trai ngoan của má, nhất định má sẽ đi mua sắm Tết cho thiệt xôm. Dạ nhưng mà má hãy gặp hai người này trước đã. Come in. Ủa con kêu ai lại vậy, tên gì tên come in vậy? Come in. Dạ dạ con mời hai ông bà vô đây à. Dạ dạ mời hai ông bà vô. Hey Gus Asparin. Ủa nói gì à? Dạ ông nói vậy là ông chào buổi sáng đó gì Năm. Ủa sao tao nghe có Aspirin, tao tưởng ông nhức đầu vô xin thuốc uống. Má rút Aspirin lại nghe, rút Aspirin có chuyện gì không? Lát nữa rồi má sẽ biết. This is my mother, this is my father. Ủa cười được không? Mình cười với người ta đi mình. Nó chào mình á, Thánh Kiều. Tôi biết nói tiếng Việt. Quý trời ơi, bà đầm này nói tiếng Tây giống tiếng Việt Ấn Độ quá. Ủa mà sao kỳ ta? Đâu bà nói lại tiếng nữa coi bà ơi. Tôi biết nói tiếng Việt. Ta sao nói tiếng Việt rồi giờ chuyển qua hết giống tiếng Ấn mà qua tiếng Campuchia. Hey, xin lỗi bà, tôi cũng biết nói tiếng Anh. Kỳ má, má biết hồi nào mà nói vậy? Má khè nó kệ nó, con này ngắn đòn nè, đâu có sợ gì đâu. Tôi sẽ hầu chuyện. Thôi vậy đi, tôi hầu chuyện bằng tiếng Việt mà để tôi biết tiếng Anh nè nha. Tốt quá. Tôi đến đây để cảm ơn ông bà đã sinh ra nuôi nấng cậu Dũng đây thành người tốt như thế này. No sir tawe. Ủa sao kỳ vậy ha? Con tôi đẻ tôi nuôi mà cảm ơn tôi làm sao ha? Tại vì nhờ vậy mà tôi mới có người con nuôi tốt như là cậu Dũng. Bà nói gì? Bà má à, bà má nghe con nói nè. Con đã xin ông bà Peter này nè nhận con làm con nuôi rồi. Tiền mà con đưa cho má đó là tiền ba má nuôi gửi cho con, gửi cho ba má trả công nuôi dưỡng con đó. Trời đất ơi, thôi nè gian ngược lại số tiền này đi. Tôi đâu chịu bán con tôi mấy cha mấy mẹ ơi. Rảnh hoài, cậu Dũng đã làm giấy tờ xong xuôi rồi, đâu có thể nói ngược nói xuôi gì cũng được được. Ê Dũng, mày nói hai ông bà này tên gì à? Dạ Peter. Ê hai vợ chồng ta biết tè. Trời đất ơi, con vợ ngắn đòn tao dòm tao không ưa rồi. Ông bà nói tiếng Việt rành vậy á, có biết cha mẹ chưa đồng ý thì chưa được không? Giỡn mặt cho tôi hả? Dũ nói
tiếng Việt dành hơn mi. Vậy dù có biết pháp luật định trên 18 tuổi tự quyết định số phận không? Cuộc đời, tương lai, sự nghiệp, nói chung là tất cả cuộc sống là của chính mình. Nói dài quá lộ hết bà ơi. Ủa trời ơi, mẹ Tây này sao ăn nói sắc sảo ghê nha. Chơi nguyên tràng vô mặt nha. Ông, bà nói vậy đúng không ông? 18 tuổi là tự quyết định hả? Mình thua rồi bà ơi. Nghĩa là sao? Mất con Dũng vậy là thành con người ta rồi. Không được. Dũng ơi là Dũng ơi, nó là con của tôi mà. Dũng ơi, con chê ba má nghèo nên con bán mình giữa nơi giàu sang phú quý với ông con. Dũng ơi là Dũng ơi. Dạ, anh Dũng anh không có ý đó đâu dì. Anh chỉ muốn có tiền để đưa cho dì thôi mà. Còn mày nữa, mày mới là sớm sát đó. Mày biết mà mày không cản, mày không báo cho tao. Rồi thôi, tội của mày, mày đứng đó để hồi tao tính sao với mày. Dũng ơi là Dũng ơi. Mà con nói cần tiền đâu mà con phải làm vậy con. Con trả lại tiền cho họ đi, cục cưng của má. Má à, con lấy tiền đó đó để đưa cho má đánh bài. Chứ không á thì trước sau gì má cũng bán con để trừ nợ vì bài bạc thôi à. Trời ơi, trời ơi. Dũng trời... nói phải đó. Bà cho nó đi theo chúng tôi đi, sau này nó sẽ rước bà qua lát vớ gát đánh bài mỏi tay luôn. Nghe không? Bà thấy người ta nói không? Thôi được rồi, ông bà dắt nó đi đi. Có tiền vậy là bà xã tôi bà vui rồi. Du mừng quá du cười hả? Hả? Không phải. Nhìn thấy Du có thể vẻ đau buồn quá. Trời khóc này má ơi, ai nhắc đòn mệt ghê vậy đó à? Không có đâu, thấy vậy đó, thấy không? Đó, chút đánh bài cái quên liền vậy đó. Mình, em hết đánh bài rồi đó mình hiền ơi. Hiền quá, bà dễ thương quá, bà hứa hoài, bà hứa mãi riết rồi tôi nghe nó làm với nhàm hay sao? Hai người dắt con tôi đi. Ôi trời ơi. Thỉnh thoảng gửi tiền về cho bà có vốn mà đi đánh bài tiếp là được rồi. Ôi trời ơi. Mình ok đã... nhưng mà đâu có tiền gửi hoài hả? Từ nay phải hầu hạ vợ chồng ta nghe chưa? Nếu lười biếng ta sẽ nhốt mày lại bỏ đói mày. Trời đất ơi, nó chuyển tông lẹ còn hơn tắc kè nữa. Ê, hai ông bà định làm gì? Bắt nó làm gì? Du ngẩn miệng quá mỗi người. Công việc rất là nhẹ nhàng, cắt cỏ nuôi hai con ngựa đua của chúng tôi, tiện tay cắt cỏ luôn của khu vườn rộng bằng 10 cái vườn của bà. Thôi rồi Dũng ơi, kỳ này anh tiêu rồi. Chưa hết, mùa đông nó còn phải ra cào tuyết trước cửa nhà tôi cho xe hơi tôi chạy. Xe mà chưa chạy thì nó phải đẩy, đẩy không được nó cõng tôi đi. Mùa hè thì nó lâu kiến. Nhà chúng tôi không cao lắm, chỉ có 7 tầng thôi. Lao từ tầng 1 lên tới tầng 7, từ tầng 7 lao xuống. Bà cứ yên tâm bà dài đòn. Tiền của nó tôi sẽ gửi cho bà đánh bài khỏe re từ ngày này qua ngày khác. Ok you. Trời đất ơi, nó chưa biết cái điên của tôi ông ơi. Hai cặp vợ chồng này chưa biết cái cơn khùng của tôi. Bây giờ tôi nói một lần cuối cùng, tôi không cho con tôi đi. Còn ai mà cho con tôi ra bước qua sát của mày ơi. Bà không có quyền. Đi, con trai của bà. Từ nay con phải quên cái tên Dũng đi, mà con sẽ mang cái tên là Mai Cô Dư. Trời ơi, Dũng ơi là Dũng ơi. Tên con người ta đặt tên Dũng đẹp vậy, bây giờ đổi thành Dơ coi được không trời? Dũng má hả? Khóc hả? Khóc nè, mày khóc hả? Đầu năm đầu tháng mà mày trù tao xui xẻo hoặc khóc hả? Trời ơi, mình đánh con mình kìa mình ơi. Nó không còn là con của mình nữa. Ôi mình ơi. Ông anh này hiểu chuyện đây. Mày mà khóc lóc u ám cái mặt mũi hoài, tao sang mày lại cho thằng bạn tao ở Afghanistan đấy. Trời ơi, con tôi mà sang tới sang lui sang đồ vật chứ trời ơi. Trời ơi. Anh Dũng, anh lên đường mạnh giỏi nghe. Qua đó nhớ viết thư về cho em nha. Thôi, đi nhanh lên. Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ. Good luck. Khoan, Dũng, ông giữ họ lại liền đi ông.
ông. Sao đây, bà chê người ta trả rẻ, bà định đòi thêm nữa phải không? Trời ơi, ông nhớ nghe, ông để cho người ta dắt con của tôi đi mất nghe, tôi thề rồi. Lần này tôi nhất quyết tôi bỏ bài bạc. Trời ơi, tôi mà bán con tôi hả trời? Nè má ngồi, trời ơi, ăn bước mà sáng rồi trời ơi. Thiếm Năm, chúc năm nay gia đình chú Thiếm phát tài, phát lộc, giàu sang, phú quý. Đó, đồng minh của bà tới đó, có tiền rồi đi lẹ ra đi, nó chờ đó. Dì Năm, năm mới con mở sòng bầu cua ở ngoài chòi vịt tuốt bờ sông á, kín đáo lắm. Dì Năm tới khai trương nghe dì Năm. Sao xị? Dạ. Mày biết gì hả? Dạ giao, dì tính xẻ dưa hấu đãi con đúng không? Tao xẻ dưa đãi mấy người này, còn xẻ mày đãi mấy con chó nhà tao cái kẻ. Trời ơi, mày không ra khỏi nhà tao liền. Dì Năm, mày tao không đụng vô bài bạc nữa. Mày đi liền. Dì Năm, mày đi nhanh lên. Trời ơi, mày đi liền. Dạ. Dượng ơi là Dượng ơi, bây giờ má bỏ bài bạc rồi mà con không chịu ở lại với má. Dượng ơi là Dượng ơi, Dượng ơi. Dì Năm, ủa sao mày chưa đi hả? Dạ bây con giờ... đi liền nè. Dượng, Dượng ơi là Dượng ơi, chịu qua về với má rồi hả con? Ông bà bị tè đâu hả? Ông bà ơi, tôi trả lại tiền nè, ông bà làm ơn trả con lại cho tôi nghe ông bà ơi. Thôi chị lau nước mắt đi để đón xuân cho nó vui vẻ, vui vẻ đi chị Năm. Vợ chồng tôi sẽ dắt thằng Dũng đi, nó cũng thường ghé về thăm chị mà. Làm sao mà thăm thường được chị ơi? Sát bên nhà sao mà không về thăm được? Dạ. Hả? Sát bên nhà? Ông bà là? Ủa má, má không nhận ra ai sao? Anh chị hai. Phải, vợ chồng tôi xin lỗi đã dựng nên màn kịch này chỉ vì gì? Dạ thôi, tôi hiểu rồi chị. Tôi hiểu rồi chị ơi, tôi hiểu rồi anh hai. Từ nay tôi không dám bài bạc nữa. Dượng ơi là Dượng, con đừng bỏ má con đi nghe con, mà chết rồi con. Anh chị hai, tôi cảm ơn anh chị hai giúp đỡ gia đình tôi. Thôi, nếu mà bà biết sửa sai rồi thì cả nhà mình vui vẻ đón mừng năm mới ha. Dạ, mà anh chị ngồi đi anh chị, mời đi mà. Thôi đừng, dùng nước nghe, mời dùng nước. Mãi vô, lắc bầu cua đây, lắc bầu cua đây. Nay bầu gà cá cua tôm, nay bầu gà cá cua tôm, đặt con nai sắm đầu mái hai phai, đặt cái bầu sắm được cái nhà lầu, đặt con nhà sắm chiếc Toyota, chiếc Toyota, đặt con cá trẻ như đời lên giá, đặt con cua thân sung sướng như vua, đặt con tôm số phận hết cơm cơm, lắc bầu cua, cái lắc bầu cua, lắc qua lắc lại cũng lắc bầu cua. Ủa, nghe tiếng rau lắc bầu cua tự nhiên là bả bần thần liền à. Cô bả rót nước mà tay cầm bình nước nó run run kìa. Nhớ nghề nữa à, phải không? Không có. Thôi giờ vậy đi, xin phép anh chị hai ha. Xin phép ông ha. Cho tôi mượn đỡ cái bình trà này một chút, lát nữa tôi pha bình khác. Chi vậy chị? Ủa trời, mệt quá. Chi vậy chị? Khớp cái mỏ thằng rau lắc bầu cua cho nó yên nhà yên cửa. Trời ơi, tao mệt quá. Ê, sao xị? Có gì không Thiếm? Mày đỡ này ngay hỏng mày nè. Đỡ gì vậy? Nè. Chúng nơi nơi chào năm bao tốt tươi, vang vang tiếng cười tiếng ca. Khắp nơi vui rộn ràng câu chúc nhau, quanh năm buôn bán phát tài. Chúng nơi nơi một đời may mắn luôn, bên nhau sống hạnh phúc.